Xin chào mọi người nhé. Bây giờ là 7:30 sáng. Mình chuẩn bị sang bên lớp mình dạy học. Nhưng mà mình sẽ kể nhanh cho mọi người nghe một câu chuyện, một cái căn bệnh mà mình đã trợ giúp cho anh em học viên cũ của mình. Căn bệnh thì anh em ít khi gặp thôi, cho nên là khi gặp cái thì điện thoại hỏi ý kiến của thầy cho nó nhanh. Ở đây là con xe Lead Smoky 2018-2019. Đó, mọi người đấy, xe nổ máy và đèn pha nhấp nháy liên tục. Đã trọng chết mày này. Đó, mọi người thấy chưa? Nhưng khi tắt máy đi thì toàn bộ điện đóm trên táp lô không có. Đây mình cho xem lại video đầu tiên nhé. Xe đến trong tình trạng là bật khóa, không có điện đóm trên đồng hồ táp lô, kim công tơ mét không tua chải. Đó. Còn cái đèn báo chiều nhấp nháy 5 lần đó là báo dấu hiệu của việc là yếu pin FOB thôi, không liên quan gì đến cái ban bệnh này. Xe vẫn đè lổ bình thường cho đến khi xe đè lổ thì kim công tơ mét mới tua chải, hệ thống điện đóm trên đồng hồ táp lô trên màn hình mới có. Nhưng mà có một cái bất thường đó là đèn pha thì lại nhấp nháy liên tục. Đó, trong trong video mọi người thấy là cái đèn pha nhấp nháy liên tục, nó không ổn định nhé. Đấy. Và đến khi xe tắt máy thì mọi hệ thống đèn đóm trên táp lô màn hình lại mất. Đó. Anh này anh ấy gạt chân trống cho nó tắt máy thì mọi người thấy là đèn đóm trên táp lô mất hết, màn hình mất hết. Đấy chính là dấu hiệu của bệnh. Nhưng mà xe vẫn đè lổ bình thường. Đó. Và khi xe lổ rồi thì hệ thống điện đóm trên táp lô lại hoạt động bình thường. Đó, mọi người thì nắm được cái hiện tượng của nó chưa? Đây, khi lổ máy rồi thì điện đóm trên táp lô có và đèn pha chớp liên tục không ngừng. Đó, chớp như đèn ma luôn. Đá trông chết mày này. Tắt nhà. Rồi, đá trông tắt máy thì điện đóm trên táp lô mất hết. Rồi. Thế thì mình đã hướng dẫn mọi người, à quên, mình đã hướng dẫn cái anh này, anh ấy làm xong rồi. Đó. Và anh ấy nhắn tin. Sáng hôm nay anh đã trả lời. Đó. Alo thầy, em nối dây thầy như thầy hướng dẫn thì xe hết bệnh. Em cảm ơn thầy. Đó. Tức là mình đã hướng dẫn như thế nào? Đó, mình đã gửi cho bạn ấy một cái sơ đồ và chỉ ra chỗ cần phải làm. Đấy, và lập tức là bạn ấy đã làm theo và công nhận đã hết cái trường hợp hư hỏng rồi. Đây. Ở trên xe Lead 2019 thì mình sẽ tra cứu cái app Vilamoto của công ty Minh Phong. Mình kích vào 3 ô vuông là mạch điện nhé, kích vào mạch điện này. Sau đó mình kích vào hãng xe Honda. Sau đó mình tìm tới xe Lead 2019. Đó, đây là một cái từ điển bách khoa tuyệt vời của nghề sửa chữa xe máy. Đây, Lead 2019 halogen. Ở đây có đầy đủ tất cả các mạch, mạch cấp nguồn, mạch còi, mạch nhan, mạch tiền phanh, mạch đồng hồ tốc độ, mạch báo xăng, mạch khởi động, mạch dừng cầm chừng idle stop, mạch đánh lửa, mạch đèn đêm, sơ đồ nguyên lý hệ thống khóa thông minh, sơ đồ nguyên lý hệ thống phun xăng điện tử. Thì cái bệnh này nó liên quan đến mạch cấp nguồn nhé. Kích vào mạch cấp nguồn. Rồi mình vào nhầm đời. Cái này mình vào nhầm đời thì phải. Mình trở về. Lít 21 hay năm 2018, con này lít 2018 thì đây, lít 125 Smoky 2018. Rồi, mình sẽ kích vào. Đấy, không phải là 2019 đâu. Mình kích vào máy cấp nguồn. Đây rồi, nó chính là cái xe này. Lít 2018. Đây. Chúng ta để ý thấy ổ khóa điện là có 4 dây. Đó. Tại sao mình lại biết được cái căn bệnh đó thì mình phải dựa vào cái app tra cứu tài liệu, cụ thể là app Vilamoto như mình đang dùng đây. Theo như trong app của công ty Minh Phong đã thể hiện thì dây đen đỏ lùi công tắc đèn đêm và lùi đồng hồ tốc độ. Đó, dây đen sọc đỏ, tức là black soled đây này.
Mọi người thấy cái hiện tượng đó là khi bật khóa lên là không có điện táp đô, không có màn hình, kim công tơ mét không tua trả, đúng không? Đó. Thế khi khi bấm đề thì hệ thống sạc lại cấp điện bình thường. Đấy, hệ thống đồng hồ táp đô lại có điện, nhưng đèn đêm thì lại nhấp nháy liên tục. Điều đó chứng tỏ rằng là cái điện đó nó không ổn định để nuôi cho công tác đèn đêm. Đó. Thì tra trên sơ đồ chỉ có dây đen đỏ vừa cấp điện cho công tác đèn đêm, vừa cấp điện cho đồng hồ tốc độ. Vậy bệnh sẽ nghiêng về cái nhánh này. Đó. Cái nhánh này ở đây có thể là cháy tiếp điểm ổ khóa, có thể là hư cái cầu chì meter này, cầu chì 10A này. Đó. Rồi, không thể hư dơ le được. Vì nếu dơ le hư thì cái nhánh này, còi này, phanh này, dơ le nhan này sẽ không hoạt động. Đó. Nhưng mà xe này vẫn đè được, chứng tỏ là công tắc phanh trước sau là vẫn tốt. Đó. Vậy thì nó bắt đầu từ đây. Đó. Và chúng ta chỉ cần đấu cái dây đen sọc đỏ này sang cái dây đen trắng, tức là ăn chung điện của dây đen trắng là xong. Đó. Và mình hướng dẫn cho anh Ngọc, học viên của mình ở Nghệ An, rằng hãy đấu cái dây đen sọc đỏ sang dây đen trắng thì sẽ hết bệnh trên. Đó. Rồi. Đây mình mở lại tin nhắn cho mọi người nhé. Một câu chuyện rất là hay. Hay như thế này, thứ nhất là vừa dựa vào cái sự gắn kết của toàn Lâm Đồng với học viên thường xuyên trao đổi kỹ thuật, vừa dựa vào cái app Vinamoto tra cứu tài liệu. Đó. Nó nổ máy cứ nháy như này, đá trống tắt luôn đồng hồ, táp lô còi không xi nhan được nữa. À, tức là không có điện táp lô nhé. Đã thay các dơ le, đã thay các dơ le, tức là dơ le chính, đã thay dơ le chính, và anh này còn thay cả dơ le đề nữa, và đấu thêm dây mát vào khung. Cầu chì thì kiểm tra nó không đứt. Rồi. Thì mình gửi cho cái sơ đồ này. Đó. Và hướng dẫn là anh theo sơ đồ thì dây này do đen đỏ của khóa điện. Lối dây đen đỏ sang dây đen trắng sẽ hết bệnh. Em làm đi và báo lại, và em mới làm và đã báo lại sáng nay. Đó là lối như thầy hướng dẫn thì sẽ hết bệnh trên. Rồi. Đó, như vậy qua cái câu chuyện mình kể nhanh trước khi mình đi ăn sáng thì kể nhanh cho mọi người rằng là đã là học viên của Toàn An Đồng thì sau này về sẽ thường xuyên kết nối kỹ thuật với Toàn, không có chuyện là học xong là thầy trò bỏ nhau đâu, không có chuyện học xong là thầy không biết trò là ai đâu. Và qua câu chuyện này thì mọi người cũng hiểu ra vấn đề, đó là sửa xe thời 4.0 cần phải có app tra cứu tài liệu. Cần phải qua app tra cứu tài liệu thì chúng ta mới nắm rõ được tất cả các manh điện trên xe. Chúng ta không thể chạy vào rửa sách. Đó. Ví dụ tôi có rất nhiều sách tài liệu. Rất nhiều sách tài liệu đúng không? Nhưng mà biết cái tài liệu đó nó nằm trong quyển nào. Đó. Tôi có rất nhiều các tài liệu đây. Nhưng mà nằm trong quyển nào, trang bao nhiêu, cái mạch nào liên quan đến mạch này thì nó là cả một vấn đề, và không thể đủ được tất cả các loại xe. Nhưng mọi người hãy trang bị cho mình một cái app tra cứu tài liệu. Hiện tại tôi cung cấp cái app này, tôi mở cái app này cho mọi người. Giá cái app này chỉ có 300.000 một năm, mà một năm thì có 365 ngày, nghĩa rằng là mọi người không cần phải bỏ ra 1.000 để mua cái app này. Nghĩa rằng một ngày mọi người chỉ bỏ ra vài trăm đồng để vào ống tiết kiệm là đã mua được cái app này. Tức là chúng ta bơm xe lấy tiền là chúng ta đã đủ trả cho cái app này rồi, không ảnh hưởng gì đến kinh tế của mọi người nhé. À, ví dụ tôi muốn tra chân đi xe thì tôi kích vào đây tra cứu này, Honda này, rất nhiều các đời xe nhé. Đó, rất nhiều các đời xe, đây là bách khoa tư điển. Ví dụ tôi muốn tra cứu cái RSX RSX FB 112/2014, tôi kích vào đây, tôi kích vào là tra cứu chân SM. Đây mọi người thấy rất là dễ hiểu nhé. Chân số 1 là ký hiệu màu G, dịch ra tiếng Việt là xanh lá, từ viết tắt trong sơ đồ là IGP, thì đó chức năng là chân nhận nguồn 12V sau khóa điện. Đó. Mô tả hoạt động, khóa điện off thì là 0V và khóa điện on thì là 12V. Đó. Thì chân 1 là chân nào, người ta có diễn giải IC đây, người ta vẽ cái con rắc cắm của con IC, cái chân cực lồi bên phía SM. Thì chân 1 là mở góc này,
và đếm từ trái qua phải 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Đấy, người ta diễn tả số thứ tự và người ta vẽ hình dáng vấu của chân cắm SM. Rồi, chúng ta ấn mũi tên thì sang trang. Đó. Sang trang thì tiếp theo chân 12 là xanh biển vàng, nó chân nhận điều khiển chân nhận tín hiệu từ cảm biến vị trí chủ cơ. Đấy. Động cơ hoạt động thì 0,7V ACV, tức là điện xoay chiều trở lên. Tiếp theo. Đó. Rất nhiều trang. Rồi, trở về. Thoát. Rồi. Mình ấn vào số 1 là tra cứu mã lỗi gửi sửa chữa nhé. Rồi, mình sẽ kích vào lỗi, ví dụ như là lỗi 8 đi. Và chúng ta ấn check. Thì cái app sẽ đọc cho chúng ta là lỗi mạch điện cảm biến vị trí bơm ga TP và vị trí đây. Đấy. Rồi các bước kiểm tra gợi ý sửa chữa thì chúng ta kích vào đây. App sẽ đưa đến chúng ta một cái gợi ý sửa chữa. Đó, yêu cầu chúng ta phải đo đạc theo hình. Thì cái này từ từ mọi người ngồi học. Đây là app hỏi và chúng ta trả lời thì chúng ta trả lời là có. Đấy, app lại yêu cầu chúng ta đo đạc như hình, chúng ta cũng đo xong và chúng ta trả lời là có chẳng hạn. Đó. Và app lại ra một cái bản đồ khác yêu cầu chúng ta đo như sơ đồ thì chúng ta đo xong đó trả lời là có. Rồi, chúng ta cứ trả lời là có hết đi. Đó. Thì app kết luận là ESM bị hư hỏng, tức là chúng ta đo kết quả đều tốt thì suy ra ESM bị hư nhá. Rất là hay. Rồi từ viết tắt tiếng Anh, ví dụ chúng ta đọc trên sơ đồ cái từ viết tắt là ví dụ như là GND thì chúng ta không hiểu nó là từ gì thì chúng ta dịch ra, chúng ta kích vào đây để app đọc ra. Đó. Thì app đọc ra là chân lối mát cho thiết bị. Rồi, rất là hay. Còn ngoài ra còn nhiều cái chức năng khác. Ví dụ như là tắt đèn báo dầu chẳng hạn. Rồi, thời gian có hạn rồi, bây giờ 8 giờ kém 20 mình chuẩn bị sang lớp mình dạy học lớp ban ngày. Lớp kỹ thuật nâng cao dành cho thợ xe máy toàn quốc. Video mình làm nhanh để kể cho mọi người nghe một cái câu chuyện giúp cho cái công việc sửa chữa của mọi người, và cũng nói luôn anh em có nhu cầu mua app tra cứu tài liệu Vinamoto thì liên hệ với Toàn, số điện thoại là 0904 566 844, số có sử dụng Zalo. Rồi, xin chào mọi người.